khung cửa sổ ngủ hai nhà cuối phố. Chẳng hiểu vì sao không thèm bao giờ đôi bàn ngày xưa học chung một lớp, cây bưởi sau nhà ngát ngát hương đưa, giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay cô bé ngập ngừng. Sang nhà hàng xóm bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người chẳng nói điều gì.